hai đứa. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô nha. Cô cảm ơn cô nha, chúc cô cái nhà tủ lạnh. Dạ. Dạ. Họ có mấy người quay. Dạ. Dạ cảm ơn cô nhiều. Vâng thầy, bây giờ bên trong nhà của chị đang đo nha. Hai cô khác đang ăn thử nhé, cô chú chị và bạn. Không, không phải đâu. Đó chắc phải làng đó. Phải làng sấy. Phải làng sấy của chị Lon bán rất là ngon luôn. Ốc đi qua ăn rồi đó. À, món muối nữa cô chú anh chị và bạn. Xoài nhé. Xoài. Sầu riêng nữa cô chú anh chị và các bạn. Sầu riêng hả được, nghe thơm phức luôn á. Trời ơi, nó bay mùi ra ngoài nghe thơm phức luôn. Xe này nè cô chú. Yến nữa, phòng yến nữa cô chú anh chị và các bạn. Tiên thủ đi, em tiên thủ đi. Rồi tiên hẳn vô trong luôn. Cô chú thấy yến sốt thằng Long bán yến được lắm nha cô chú. Họ tặng nữa kìa, yến cũng có tặng nữa kìa. Đã tặng luôn nè hả? Đó. Thấy chưa? Ồ. À, dạ, ốc tiêu, YouTube ốc tiêu mà thiên phụ cho Hồng Loan thì cô chú có nhập hàng về nè. Rồi xong rồi cô chú giao về xong rồi nha. Xong rồi, đó giờ quay trong đây nè em. Rồi cái đó là một tặng á. Rồi rồi xoài sấy nè. Xoài sấy em chưa ăn bao giờ. Chắc cũng chua chua ngọt ngọt cũng ngon chưa. Tết thì tao biếu á, có muốn á. Dạ. Anh Phương cũng mới giờ đi làm về nhé cô chú anh chị và các bạn. Anh Phương. Yến xào nguyên chất luôn. Con gái nó mở ra cho con.
Em gái đó bên công ty Yến Xào. Công ty với Việt Nam Care để giao hàng cho khách. Hàng bán hết rồi đó, hồi nào nào lo nhập về liền luôn, không bao giờ để thiếu. Thiếu là không có hàng cho khách đó. Vừa hết là nhập, vừa sắp hết là nhập liền về. Ai cô đang cô mua đồ rất là nhiều luôn nhé cô chú anh chị và các bạn. Còn chị Bum Bum thì nói chung là đi qua đi lại. Khách bữa nay tới rất là đông nhé cô chú anh chị và các bạn. Mới ngày thứ hai thôi nhưng mà khách tới rất là đông luôn. Vâng, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bây giờ cô với chị cũng đã mua hàng xong rồi nhé cô chú anh chị và các bạn. Tám phút đã trôi qua nhé. Phần video clip của tiên cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.